Vụ việc chấn động những ngày hôm qua, một khách hàng ở Hà Nội khi mà mua iPhone 16 Pro Max khi mà mua trên online store của Apple thì khi mở hộp ra chỉ có iPhone mà không khí mà thôi. Chúng ta đều đã biết kết quả của vụ việc này. Tuy nhiên tổng thể về vụ việc này như thế nào và ai là người có lỗi và liệu rằng chúng ta có nên tin tưởng vào những dịch vụ mua hàng online như thế này hay không? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Vlog. Ok, cái đây khoảng vài ngày chúng ta đều thấy rằng là một cái drama từ tài khoản Facebook mang tên là Tùng Bi. Đây là một người đã mua iPhone 16 Pro Max thông qua Apple Online Store Và khi mà anh có mua chiếc điện thoại này về thì mở hộp ra hoàn toàn là hộp trắng trơn không có gì hết Máy thì được mở ra trong tình trạng là hộp đã bị xé toàn bộ siêu và đã bị bẩn ở những cái phần cạnh bên Chỉ có đúng cái vỏ hộp thôi Không có sách hướng dẫn sử dụng Không có quay tập sim Không có cáp Và tất nhiên là không có máy luôn Điều này cho thấy rõ ràng là anh Tùng Bi đã bị móc mất trên điện thoại này Và điều này nó đã dấy lên rất là nhiều lo ngại đó là nếu chúng ta mua hàng online, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm đắt tiền như thế này Thì liệu rằng có an toàn hay là không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó lại toàn bộ cái sự việc của anh Tùng Bi Thông qua lời kể của anh Tùng Bi nhé Chứ không phải là thông qua bất cứ một bên thứ ba nào cả Bởi vì đây vẫn là một góc nhìn cá nhân mà thôi Và tất cả những khẳng định trong video này của mình Nó sẽ chỉ là giả thiết mà thôi và mình làm video này trên góc độ đóng góp chứ không muốn nhắm chỉ trích đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cả. Anh Tùng Bi có mua chiếc iPhone 16 Pro Max của mình ở trên Apple Online Store Việt Nam. Đến ngày 18 thì anh đã nhận được chiếc iPhone của mình thông qua đơn vị giao hàng là giao hàng tiết kiệm. Giống như là một thói quen của những người mua hàng online thì anh có mở hộp ra Và sau khi mở hộp ra thì chúng ta đều thấy rằng chiếc điện thoại đã bị bẩn nhem nhuốc ở bên trong và không có một cái gì bên trong cả Điều đang nói là khi kiểm tra iMay trên hộp của iPhone 16 Pro Max này Thì chiếc điện thoại đã bị kích hoạt từ ngày 17 Có nghĩa là trước một ngày khi mà anh nhận được cái chiếc điện thoại này đến từ đơn vị giao hàng tiết kiệm vào ngày 18 Thông qua những dữ liệu này thì chúng ta hoàn toàn có thể loại trừ trường hợp là người mua tự động làm các thủ thuật để rút ruột sản phẩm sau đó quay lại video hộp trống trơn để bắt đền cũng như là ăn vạ với những đơn vị vận chuyển hay kể cả là với Apple Việt Nam nữa. Sau đó thì anh Tùng Bi đã trực tiếp liên hệ với giao hàng tiết kiệm và giao hàng tiết kiệm thì cũng có rất nhanh chóng là trả lời anh Tùng Bi với những thái độ rất là tích cực. Tuy nhiên khi mà anh có liên hệ với Apple Store Online ở Việt Nam, bởi vì cái ngày anh nhận máy là ngày 18 tháng 10 có nghĩa là thứ sáu, nên là họ sẽ nghỉ thứ bảy chủ nhật là ngày 19 và 20, có nghĩa là đến tận ngày thứ hai là ngày 21 thì họ mới bắt đầu tiếp nhận những cái vấn đề của anh Tùng Bi và mới có thể xử lý. Rất là may cho anh Tùng Bi Thì Apple Online Store Việt Nam cũng như là giao hàng tiết kiệm Cũng đã phối hợp để có thể trả lại anh một chiếc máy mới Tạo cho anh một đơn hàng mới Tuy nhiên vấn đề xảy ra lần này với anh Tùng Bi đó là Bởi vì cái phiên bản iPhone 16 Pro Max 256GB Màu Desert Titanium của anh khá là khan hàng Nên là sẽ phải đợi đâu đó là từ khoảng 7 đến 10 ngày Thì mới có một chiếc máy mới được ship về tận tay anh Kèm theo đó thì Apple Store Online Việt Nam Cũng đã tặng cho anh Tùng một voucher trị giá 1 triệu đồng Để anh có thể mua sắm online trong những lần mua sắm sau Ở trên Apple Store Online Việt Nam. Có còn bên giao hàng thì đang cố gắng là sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc để có thể đưa máy về cho anh sớm nhất có thể thay vì cái việc là phải đợi từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, cái vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là ai đã là người lấy cái chiếc iPhone này? Toàn bộ phần sau này của video của mình sẽ không khẳng định cho bất cứ điều gì cả Mà mình nhắc lại nó chỉ là những giả thiết mà thôi Có người nói là khách hàng có thể thông đồng Có thể tạo dựng, có thể dàn cảnh để lấy cái chiếc iPhone này Và sau đó vẫn đòi lại được một chiếc iPhone khác mới tinh Có người nói là cái hộp các tông của cái chiếc iPhone 16 Pro Max này còn mới tinh chưa bị bóc siêu thì ai mới là người lấy chiếc điện thoại này liệu rằng có phải cái chiếc điện thoại này đã bị rút ruột từ trước đó hay không trước khi mà chuyển đến những cái kho cuối cùng để cho họ có thể bỏ vào cái hộp các tông này thì các bạn chỉ cần lưu ý về chi tiết này thôi cái hộp này mặc dù không được bóc siêu nhưng mà cái đầu của hộp đã có hiện tượng là bị méo bị móp rồi đồng nghĩa với việc là nhiều khả năng chiếc máy này đã bị mở từ cái phía trên chứ không phải mở qua cái đường siêu đây là hộp các tông chứ không phải là hộp iphone hộp iphone bắt buộc chúng ta phải bóc hai cái siêu này ra chúng ta mới mở theo đường này được những hộp các tông này thì đã có hiện tượng là bị móp phần trên nên theo dự đoán của mình theo dự đoán của mình thôi nhé là nhiều khả năng chiếc điện thoại này đã được đóng gói lại một cách cẩn thận tuy nhiên đã bị bóc ra sau quá trình đóng gói bỏ vào hộp các tông và rút ruột ở bên trong ra có người thì lại đặt ra những hoài nghi về cái việc là thường thường khi mà họ mua hàng online đặc biệt là ví dụ như cái đơn vị giao hàng tiết kiệm chẳng hạn thì họ làm việc rất là chỉn chu có những quy trình vô cùng chặt chẽ từ cân đo đong đếm sản phẩm bản thân cái hộp này nếu như chỉ cần thấy nhẹ thôi nó không đúng với cái số lượng kg mà đã cam kết với cả bên bán hàng thì khả năng là họ sẽ bắt buộc phải dừng vận chuyển cũng như là phải điều tra ra xem là lý do tại sao cái hộp này nó không nặng như vậy thậm chí theo như lời kể của người mua thì đơn vị vận chuyển này không cho phép kiểm hàng không cho phép đồng kiểm tuy nhiên các bạn cần hiểu mấu chốt một điều như thế này này mình làm rất là nhiều các sản phẩm ở trên tiktok shop và theo như kinh nghiệm của mình có thể là nó sai có thể là đúng hoặc có thể nó tùy vào những cái khu vực mà các bạn mua hàng thế nên nếu như mình nói sai thì các bạn đừng ngần ngại góp ý cho mình nha với tư cách là một người đã làm rất là nhiều các sản phẩm ở trên những cái sàn thương mại điện tử rồi có review có mua có làm khách hàng có làm đối tác có làm đại sứ thương hiệu cho họ luôn khác với những cái mặt hàng khác ví dụ các bạn mua quần áo các bạn mua giày dép thì các bạn sẽ không có cái quyền lợi là các bạn bóc hộp ra xem bên trong máy có ổn hay không rồi các bạn mới được quyền quyết định là nhận hay là không bởi vì khác với những cái ngành hàng gia dụng khác á thì dù cho các bạn có bóc hộp bên trong ra nếu các bạn không sử dụng thì nó vẫn còn nguyên còn với những cái dòng sản phẩm hàng đắt tiền hàng công nghệ một khi các bạn đã xé siêu ra rồi Bất kể các bạn có kích hoạt máy hay chưa thì chiếc máy đã được coi là chiếc máy cũ rồi và người ta sẽ không chấp nhận hoàn trả nếu như bất cứ một cái siêu nào bị rách ra. Và theo kinh nghiệm của mình thì mỗi khi các bạn mua hàng ở trên những cái sàn thương mại điện tử ấy thì các bạn chỉ có thể kiểm tra xem là cái hộp nó có còn nguyên siêu hay là không thế thôi và ở trong trường hợp này của anh tùng bi ấy, là bởi vì cái chiếc điện thoại này nó có một cái hộp các tông ở bên ngoài nó còn nguyên siêu và dù cho nó có những cái vết móp, những cái vết minh chứng được rằng là cái hộp các tông này đã được mở ra Thì nếu như người dùng bình thường chúng ta không cẩn thận thì rất dễ là chúng ta có thể bỏ qua cái phần này Và bởi vậy nên trong trường hợp này thì cũng rất là khó có thể trách được cái người mua là người ta không cẩn thận Bởi vì đơn giản là chúng ta không mua những cái dòng sản phẩm Apple này đủ nhiều Với những người sử dụng bình thường thì một năm, có khi vài năm chúng ta mới mua một hộp Có thể là mỗi năm người ta đã, đã thay đổi cái cách người ta đóng gói rồi Bởi vậy chúng ta có thể nói đây là một vấn đề cực kỳ hi hữu Vậy thì quay trở lại trách nhiệm là ai đã là người lấy chiếc điện thoại này Mình đọc được thấy nhiều comment nói rằng là Người giao hàng thì có những người rất là tham lam Tuy nhiên mình thấy đây là những cái comment nó hơi nhị nguyên một chút Nó không mang tính đóng góp quá là nhiều và nó hơi mang tính đánh đồng Bởi vì thực tế đây là một cái quy trình của người bạn mình khi mà mua iPhone 16 Pro nhá Ở trên một sàn thương mại điện tử Kể từ cái thời điểm đặt hàng thành công thì có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bước Cho đến cái thời điểm là vận chuyển nhá còn để từ cái thời điểm vận chuyển cho đến cái thời điểm mà người ta nhận được thì lại là cả một quá trình khác. Và các bạn thấy là trong tổng cộng 15 bước này thì cái chiếc điện thoại của bạn có thể đã bị qua tay rất là nhiều người khác nhau rồi chứ không phải là cái người shipper cuối cùng đâu. Vậy nên tất cả những lời buộc tội dành cho người shipper, dành cho chính là người mua, dành cho đơn vị giao hàng, dành cho Apple thì nó đều có thể không chính xác và không xác đáng ở trong thời điểm này tuy nhiên rõ ràng là để đưa được máy đến với người dùng theo một cách hoàn hảo toàn vẹn nhất thì đó là trách nhiệm của đơn vị vận chuyển và nếu như có bất cứ điều gì xảy ra thì nó cũng sẽ nằm trong tất cả 15 cái quy trình kia và đó là trách nhiệm của đơn vị vận chuyển. Rất là may là sau cùng thì cả đơn vị vận chuyển lẫn hãng bán hàng lẫn kể cả người mua đã có được những cái sự cam kết cuối cùng để chiếc điện thoại được đến với người mua một cách toàn vẹn nhất. Và bởi vậy ở thời điểm hiện tại trước khi mà chúng ta có những thông báo cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ hiểu được rằng chúng ta nên làm một vài biện pháp để bảo vệ chính bản thân mình trước khi chúng ta đổ lỗi cho bất cứ một ai đấy. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ bản thân mình bằng cách nào? Thứ nhất, bất cứ dòng sản phẩm công nghệ nào ạ các bạn mua về thì các bạn cũng sẽ phải kiểm tra rất là kỹ bởi vì như mình nói phía trên ngành hàng công nghệ ngành hàng đắt tiền nó không giống như những cái ngành hàng bình thường các bạn mua là các bạn được bóc ra xem bên trong có gì sau đó trả hàng à với những dòng sản phẩm công nghệ này các bạn được phép đồng kiểm đồng kiểm ở đây là chúng ta chỉ có thể kiểm tra xem là cái hộp nó còn toàn vẹn hay không thì trong trường hợp này khi mà anh tùng bi nhìn thấy cái hộp này còn nguyên siêu thì anh ấy yên tâm và bởi vậy nên các bạn càng phải đề cao cảnh giác trước khi các bạn nhận hàng thì các bạn hãy xem thật kỹ xem có những cái vết móp có những cái vết nứt nào hay không ở trên hộp bởi vì người ta không thiếu cách để có thể xé cái siêu hộp này ra sau đó rút lõi sản phẩm thứ hai nếu như các bạn yên tâm là thấy rằng cái hộp này không có vấn đề gì rồi thì các bạn đừng quên rằng trước khi bóc bất cứ một cái siêu nào ra kể cả là siêu ni lông nhé hãy quay thật là kỹ càng cả bốn góc nhìn thấy rõ thông tin vận chuyển nhìn thấy rõ thông tin sản phẩm và đặc biệt là không cắt xén bất cứ một đoạn nào trong video để chứng minh rằng đây là video quay thực tế và không có bất cứ một cái chỉnh sửa liên quan đến hậu kỳ nào để có thể làm bằng chứng chống lại chính bạn nếu các bạn có bất cứ một cái bất chắc gì và thứ ba nếu chẳng may các bạn có một cái bất chắc gì đó thì các bạn sẽ cần phải làm gì đầu tiên tất nhiên là liên hệ đến với tổng đài chăm sóc khách hàng của những đơn vị vận chuyển sau đó thì những cái quy trình xử lý của họ nếu như không được xác đáng thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến với cái hãng máy mà các bạn đã mua còn nếu như mọi thứ nó chưa được xác đáng nữa thì các bạn đừng quên là các bạn luôn luôn có những cái cộng đồng online các bạn luôn luôn có chúng mình là những người sẽ giúp đỡ các bạn để có thể truyền tải những thông điệp này để làm sao cho những cái quy trình này nó được đẩy nhanh tiến độ hơn rồi ngắt lời anh Ngọc một tí nhá, để cho an tâm thì các bạn có thể ghé những cửa hàng đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam để mua. Ví dụ như là Cellphone hiện đang là đại lý ủy quyền cấp 1 của Apple, không chỉ uy tín mà có số lượng cửa hàng đã hơn 120 cửa hàng trên cả nước rồi. Hiện iPhone 16 chính hãng đã mở bán tại Cellphone với số lượng đủ màu sắc, đủ phiên bản, thu cũ lên đời trị giá lên đến 5 triệu và ưu đãi thanh toán lên đến 2 triệu. Tổng ưu đãi anh em nhận được có thể lên đến 7 triệu cơ. Chi tiết như nào thì mình sẽ để đường link bên dưới cho anh em tham khảo nhé. Còn sau cùng thì liệu chúng ta có nên tin tưởng về việc là mua hàng online hay không? Cá nhân mình là một người trong một năm trở lại đây đã mua trên dưới 100 sản phẩm đắt tiền từ 1 triệu trở lên có những cái dòng sản phẩm là mình review có những sản phẩm mình mua về để bán đi thì mình nhận thấy rằng cái phần trăm để các bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những cái câu chuyện thế này theo mình thấy là nó rất là ít trộm việc về cá nhân mình thì mình chưa thấy một trường hợp nào cả và bởi vậy nên chúng ta có thể coi đây chỉ là một trường hợp hy hi hữu mà thôi và các bạn vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những cái công việc mua hàng online nếu chẳng may có việc gì thì sau cùng các bạn vẫn sẽ được xử lý mà miễn là các bạn làm đầy đủ quy trình nhiều người nói là bây giờ mua hàng online về là phải quay video thì chẳng thế các bạn thay vì cái việc là các bạn phải đến tận nơi mua các bạn phải đến tận nơi kiểm tra máy thì bây giờ các bạn kiểm tra máy tại nhà các bạn làm thêm cho mình một quy trình nữa thôi Rõ ràng như vậy đúng không? Và sau cùng thì mình chúc các bạn sẽ có một quy trình mua hàng dù là online hay offline luôn luôn sẽ được bảo vệ bởi bất cứ những bên có trách nhiệm.